Hội An là một trong những điểm đến thu hút du khách hàng đầu Việt Nam. Đầu năm 2019, các doanh nghiệp đã đưa vào khai thác nhiều dự án lớn phục vụ nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng đang tăng mạnh trong thời gian gần đây. Dự án The Pearl Hội An sẽ mở cửa chào đón những du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi, du lịch trong năm mới Kỷ Hợi 2019 cùng những chương trình lễ hội đặc sắc. Khu nghỉ dưỡng The Pearl Hội An đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao có quy mô 600 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ, 12 căn biệt thự mặt tiền biển và hơn 50 gian hàng mua sắm triển lãm, cùng các nhà hàng, rạp chiếu phim đầu tiên ở Hội An đạt đẳng cấp quốc tế. Chủ đầu tư The Pearl Hội An cho biết công ty vừa có sự thay đổi, cổ đông chiến lược nhằm khai thác những cơ hội mới trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Hội An thêm phần sôi động.